đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát kết quả quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố tại xã Phú Tiến và thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa. Cùng làm việc với đoàn khảo sát, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện. Tại xã Phú Tiến, đoàn khảo sát đã được Ủy ban nhân dân xã báo cáo hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, người trực tiếp tham gia hoạt động xóm. Theo đó, hiện nay xã Phú Tiến có 3 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cán bộ văn phòng Đảng ủy. Cấp xóm có 17 người, trong đó bí thư chi bộ 6 người, trưởng xóm 6 người, ban công tác mặt trận 5 người. Đối với thị trấn Chợ Chu, hiện nay được bố trí 9 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thị trấn gồm trưởng ban bảo vệ dân phố, phó ban bảo vệ dân phố, chủ tịch hội chữ thập đỏ, chủ tịch hội người cao tuổi, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, phó chủ tịch hội nông dân, phó chủ tịch hội cựu chiến binh. Có 36 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố. Trong thời gian qua, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã luôn được quan tâm. Việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm trên địa bàn đã được địa phương chấp hành nghiêm túc, ban hành quy định cụ thể. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đồng thời kiến nghị đến đoàn công tác một số nội dung như đề nghị tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố hiện nay là không phù hợp với thực tiễn và công việc của từng chức danh. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao xã Phú Tiến, thị trấn Chợ Chu đã chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ cho cuộc khảo sát, đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, kiến nghị đề xuất. Các ý kiến kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo, gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong thời gian tới xem xét giải quyết.